được từ cái bài test đấy thì chúng ta sẽ giúp ích cho chúng ta điều gì? Thì một trong những cái mục đích mà hoạt động kiểm tra đánh giá hướng tới như chúng ta trao đổi từ cái buổi đầu đến bây giờ ấy, là có hai ý đúng không? Một là xác thực cái mức độ đạt chuẩn đầu ra của người học tại thời điểm chúng ta thực hiện hoạt động đánh giá. Và ý thứ hai đấy là chỉ ra cho người học hoặc người dạy những điểm cần cải thiện cho cái giai đoạn học tập hoặc là giảng dạy tiếp theo. Mình hay dùng cái từ là phản hồi có giá trị cho việc cải thiện cái hoạt động dạy và hoạt động học. Nên thì mình cứ xoay quanh những cái nội dung như thế để mình cùng trả lời cho thầy cái câu hỏi đầu tiên ở trong cái palette có 4 câu hỏi nhé. Mình xoay quanh câu hỏi của mình đấy là mục đích của hoạt động kiểm tra đánh giá là mục đích kép xác thực mức độ đạt chuẩn đầu ra, thứ hai là cung cấp thông tin phản hồi để cải thiện dữ liệu bài kiểm tra đánh giá như vừa rồi chúng ta vừa làm xong á, chúng ta sẽ nhận được các cái câu trả lời của thí sinh. Kể cả nếu nó là trắc nghiệm tự luận thì chúng ta cũng nhận được câu trả lời thí sinh thôi. Thì thầy có 4 câu hỏi. Một là nếu nhận được cái dữ liệu đấy thì làm gì? Câu hỏi số 2 là nếu như chúng ta phân tích dữ liệu xong rồi thì các cái dữ liệu này ý, nó sẽ giúp ích cho chúng ta những cái thông tin gì? Và câu hỏi số 3 là nếu như vậy thì khi thực hiện một cái báo cáo phân tích kết quả của bài test thì cái nội dung báo cáo đấy nên gồm những nội dung gì? Và cái câu hỏi thứ 4 là mình nên sử dụng cái kết quả phân tích này như thế nào? Câu trả lời của mọi người rồi. Rồi, mình tập trung lên đây nhé. Tập trung lên. Coi như dừng cái hoạt động đấy đi. Bây giờ mình sẽ lần lượt đi trả lời từng câu hỏi một. Trả lời từng câu hỏi một. Thế thì thầy cũng nhìn cái câu trả lời đầu tiên của chúng ta làm gì. Làm gì với cái dữ liệu khi chúng ta nhận được như hồi nãy. Thì thầy cũng nhìn thấy đa số chúng ta tập trung vào việc mình phân tích cái dữ liệu đấy. Quan tâm đến điểm số, quan tâm đến các cái giá trị đặc trưng cho điểm số như điểm trung bình, điểm trung vị. Có một số bạn thì cũng đã nhắc các cái từ khóa như là độ khó, độ phân biệt. Một số bạn thì nói rằng là mình sẽ sử dụng luôn cái kết quả đó để mình có thể phân tích hay là sử dụng vào trong việc điều chỉnh gì đấy. Thì tất nhiên ở trong cái câu 1 này thầy ý thầy thì nói là những cái thao tác về mặt kỹ thuật mình có thể sử dụng khi mà thực hiện được. Đấy thầy có thể tổng hợp lại như này trong lúc quá trình mọi người làm. Tuy nhiên là với một cái dữ liệu bài làm thí sinh thì có lẽ là việc đầu tiên mình quan tâm đến, nếu mà người làm dữ liệu chắc là mình phải quan tâm đến việc làm sạch dữ liệu đúng không? Tất nhiên là cái dữ liệu như vừa giờ chúng ta thì sạch quá rồi vì nó là làm trực tiếp ở trên gì Google Form, và thứ hai là nó chỉ có những phương án lựa chọn đấy thôi. Nhưng trong tình huống trong thực tế thì sẽ có một số cái vấn đề phát sinh sau mà mình phải quan tâm đến làm sạch dữ liệu, kể cả trong việc làm, kể cả là trong việc mà trên Google Form. Nhưng nếu như mình phát hiện một hoặc vài thí sinh có dấu hiệu là làm bài đối chiếu chiếu lệ cho qua bằng cái cách là các bạn ấy tích nguyên si một đáp án, trong thực tế khi mình đi làm hàng nghìn thí sinh rồi cũng sẽ có những thí sinh họ làm như thế đấy. Tất nhiên mình về mặt điểm số mình vẫn phải giả họ, thế nhưng về mặt dữ liệu thì những dữ liệu đấy là dữ liệu không tốt cho cái kết quả về độ tin cậy của bài bài test thì mình phải loại. Trường hợp thứ hai nữa ngày trước hay xảy ra đấy là khi mình phải nhập dữ liệu bằng tay. Có nghĩa ngày xưa mà không có hệ thống phần mềm hoặc là quét thì chúng ta phải nhìn vào cái phiếu trả lời của thí sinh, nhưng sau đó thì chúng ta tự nhập bằng tay bằng mắt. Thế nhập bằng tay bằng mắt thì kiểu gì nó cũng có phát sinh những cái lỗi do chúng ta nhập. Ví dụ như là lỗi phổ biến nhất đấy là nhập cái đáp án mà không có trong cái lựa chọn của thí sinh. Như bị nó bị zip cái nút chẳng hạn, nó thành A A B B hoặc là A E gì đấy, nó không có. Thì cái đầu tiên thì nghĩ là phải làm sạch dữ liệu, bất kỳ loại dữ liệu nào
khi mà các chuyên gia về đo lường đánh giá nhận được thì việc đầu tiên đừng có hì hục vào mà để phân tích dữ liệu ngay, mà việc đầu tiên là mình chạy thống kê, ít nhất là chạy thống kê mô tả tần suất gì đó để mình tìm ra những cái điểm bất thường của dữ liệu và sau đó mình làm sạch, đúng không? Vậy nếu mọi người mà học ở trong học phần nào đó mà có liên quan đến SPSS à, thì mọi người sẽ thấy có một số các kỹ thuật mình phát hiện lỗi. Cái phần thứ hai đấy là liên quan đến việc chấm điểm, thì đương nhiên là phải chấm điểm. Cái chấm điểm thì ví dụ như là Google Form thì họ chấm cho mình luôn, chả quan tâm gì cả. Thế tuy nhiên thì cái việc phân tích dữ liệu thì chấm điểm này là một cái bước để giúp sau này chúng ta có thể thực hiện các cái nội dung về sau, ngay cả chấm điểm trách nhiệm tự luận nhé mọi người nhé. Nếu trách nhiệm tự luận mà yêu cầu giảng viên mà lên trên phòng máy để chấm thì cũng phải thiết kế phiếu cho họ và họ sẽ lựa chọn vào các cái con điểm thôi. Ví dụ người ta đọc cái bài này của thí sinh, người ta sẽ chọn vào à bạn này chỉ là mức 1 tức là 1 điểm, mức 2 là 1,5 điểm, người ta sẽ chọn vào. Như vậy thì họ lên họ chấm thì mình cũng có dữ liệu. Ở cái phần thứ ba chúng ta sẽ quan tâm đến là cái câu hỏi là kết quả thí sinh đạt được như thế nào. Thì lúc này chúng ta sẽ quan tâm đến ví dụ như câu hỏi là điểm cao nhất của các bạn ấy là bao nhiêu, có ai được 15 điểm giống như hồi nãy thầy hỏi ấy. Là lớp mình có bạn nào 15 trên 15 không? Không có, đúng không? Có bạn nào mà không trả lời được câu nào không? Không có. Điểm trung bình của các bạn trong lớp mình là bằng bao nhiêu? Điểm trung vị, điểm trội là bao nhiêu? Điểm cao nhất, điểm thấp nhất, khoảng biến thiên điểm. Còn mình sẽ quan tâm đến các cái giá trị liên quan đến đến mức độ phân tán như là phương sai, độ lệch chuẩn, trong này thầy chưa nhắc tới, thì mình có thể tính toán được. Thì mình cứ hỏi như nào thì mình sẽ thực hiện như thế. Thế sau đó thì khi được có những cái riêng biệt như thế rồi thì mình quan tâm đến phổ điểm. Phổ điểm là một cái mà hầu hết ai cũng quan tâm cả. Bây giờ xã hội mình là đã quen với cái việc là nhìn cái phổ điểm xem nó có hình vuông hay không, nó dễ hay khó, tức là nó trở thành một kỹ năng rất là tối thiểu của mọi người rồi, khi mọi người nhìn vào điểm số. Hoặc là ví dụ như cái phổ điểm đấy nó cũng cung cấp nhiều thông tin lắm. Ví dụ như là con nhà mình được 7 điểm chẳng hạn, thì mình sẽ nhìn trên cái phổ điểm đấy mình biết con mình sẽ được áng áng trên khoảng bao nhiêu thí sinh, đúng không? Rồi những câu hỏi sâu hơn như là mức độ đạt chuẩn đầu ra của thí sinh. Vì hồi nãy thầy có cái bảng thiết kế thì thầy có chuẩn đầu ra nào, câu hỏi nào mà. Như vậy thì mức độ đạt chuẩn đầu ra thí sinh. Và nếu như muốn để khuyến nghị cho giáo viên hoặc học sinh thì mình sẽ phải quan tâm đến những chuẩn đầu ra nào mà học sinh chưa đạt được hoặc là nhiều học sinh chưa đạt được. Tiếp theo nữa là cũng một cái băn khoăn thôi, hoàn toàn là những câu hỏi mình tự đặt ra thôi. Thế vậy thì liệu cái kết quả này nó có đáng tin cậy không? Hôm nay Hương được 8 trên 15, Quân được 12 trên 15, Hải được 7 trên 15. Kết quả này liệu đáng tin cậy không? Lúc đó chúng ta sẽ quan tâm đến chất lượng của đề thi và chất lượng câu hỏi. Đúng không? Thầy đặt sao đây? Thầy đặt lần lượt như này nó có lý do của nó. Chất lượng của bài thi có đáng tin cậy không thì mình sẽ đi tính toán độ tin cậy của giá trị. Thế nhưng mà tại sao bài thi này có chất lượng tốt hay không tốt thì nó lại phụ thuộc vào chất lượng của câu hỏi. Một cái đề thi mà có nhiều câu hỏi mà có chất lượng tốt như thì nó sẽ làm cho đề thi có độ tin cậy tốt. Thế thì chất lượng của câu hỏi nó phụ thuộc vào mấy cái yếu tố như là độ khó, độ phân biệt, và quan trọng nhất cái nguồn gốc sâu xa nhất của nó ấy, chính là gì nhỉ? Chất lượng phương án nhiễu. Nếu là đối với cái câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Còn đối với trắc nghiệm tự luận thì nó sẽ liên quan đến việc thiết kế câu hỏi cộng với thiết kế cái tiêu chí chấm. Tiêu chí chấm thiết kế đủ tường minh và với các mức độ khác nhau một cách rạch ròi không thì nó cũng sẽ dẫn đến cái chất lượng của câu hỏi tốt. Và cuối cùng là có yếu tố thiên kiến hay không. Ví dụ như là trong lớp mình chia thành mấy nhóm. Một nhóm là những bạn mà mới ra tốt nghiệp ra trường, một nhóm mà có kinh nghiệm kỳ cựu đúng không, một nhóm thì làm ở các cơ quan như là viện khoa giáo dục. Thầy sẽ thử phân tích xem là có cái sự khác biệt mà có ý nghĩa về điểm số giữa các nhóm thí sinh này không, và khi có sự khác biệt về điểm số có ý nghĩa giữa các bạn thí sinh này thì thầy sẽ nảy sinh là liệu là trong cái đề thi này của mình có một cái yếu tố nào mà nó thuận lợi hơn so với nhóm ở viện khoa học giáo dục, hoặc thuận lợi hơn đối với nhóm mà đã làm quản lý hay không. Thì có rất nhiều thông tin là mình có thể quan tâm được. Thế thì cái thông tin đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm đấy là điểm số.
Có rất nhiều cuốn sách viết về mỗi một cái chủ đề, đấy là điểm số có ý nghĩa là gì, đúng cái tên là thầy đang đang đặt như này. Nó có quyển, có hẳn cuốn sách các bạn có thể tra trên mạng là What does score means, điểm số của học sinh thì có ý nghĩa là gì. Thế thì thực tế thì ở đây điểm số của học sinh, cái việc đầu tiên mình thấy rằng là thông qua điểm số thì ví dụ như là 8 trên 15 hay là 7 trên 15 chẳng qua là số lượng câu trả lời đúng của thí sinh đúng không? Bước đầu tiên mình làm như thế đã, là tổng số câu trả lời đúng của một thí sinh là nào. Cái thứ hai là tổng số câu trả lời đúng của học sinh này thì nó lại liên quan đến cái nội dung tiếp theo là đây, nội dung tiếp theo là số mục tiêu học tập, số tiêu chí mà học sinh đã đạt được. Bởi vì để có câu hỏi thì mỗi một câu hỏi đấy sẽ đo lường một cái tiêu chí đánh giá hoặc là một cái mục tiêu học tập. Như vậy nó sẽ liên quan đến số mục tiêu học tập, số tiêu chí mà đã đạt được. Rồi sau khi mà có được thông tin chi tiết như này thì mình sẽ tiếp tục là tỷ lệ đạt mục tiêu học tập hoặc là đạt ở mức độ nào. Tương tự như thế thì sẽ là tỷ lệ cái đạt cái chuẩn đầu ra và đạt chuẩn đầu ra ở mức độ nào. Rồi. Nữa là từ điểm số này thì chúng ta cũng có thể phân tích thêm để có được vị trí thứ hạng so sánh với điểm trung bình, tức là sẽ liên quan đến cái kết quả cá nhân. Có nhiều hình thức trả bài kiểm tra, điểm kiểm tra khác nhau, trả điểm này, trả vị trí thứ hạng. Ở trong đó thì nốt những cái nội dung mà vẫn còn còn xa. Cái điều này cái những cái hệ thống mà đánh giá trên mạng, ví dụ như VEDU làm rất là tốt. Các cháu lên làm một bài test khoảng 10 câu xong một cái là có kết quả luôn, là kỹ năng này đạt bao nhiêu phần trăm, kỹ năng kia đạt bao nhiêu phần trăm, cần phải đạt cái gì. Thậm chí là làm bài kiểm tra thì sai thì ấn vào người ta sẽ có cái hướng dẫn giải là bạn sai vì sao. Rồi từ đó thì sẽ liên quan đến chất lượng dạy học và những điều cần cải thiện. Thì đấy đều là những cái nội dung đầu tiên khái lược nhất mà điểm số sẽ chưa được. Trước thì chúng ta hay nhấn mạnh là điểm số không phải là tất cả những gì mô tả về người học, không phải là tất cả. Nhưng nếu như chúng ta biết khai thác hết nó để diễn giải cái ý nghĩa của điểm số, để diễn giải cả cái quá trình mà người học đạt được cái điểm số đó, thì khi đó thì cái hoạt động kiểm tra đánh giá của chúng ta mới đầy đủ. Mình hay có cái yêu cầu là xây dựng tiêu chí đánh giá, viết câu hỏi đánh giá cho người học làm cái bài đánh giá đó, chấm điểm, nhưng đồng thời phải có thêm nhỉ, bình luận diễn giải về cái kết quả đạt được đấy. Thì lúc đó thì hoạt động kiểm tra đánh giá chúng ta mới mới đầy đủ. Thế còn những cái nội dung này thì mấy nữa thầy Quang thì sẽ dạy kỹ hơn, thầy rất là nhiều, hoặc là ngồi đây thì chắc là cũng khoảng độ tầm 30-40% là cũng đã biết sơ sơ về những cái nội dung về thống kê mô tả, đúng không? Về gọi là thống kê đi, nói chung về thống kê. Thế thì liên quan đến điểm số, hay người ta sẽ quan tâm đến cái thống kê mô tả điểm số, ở đây thầy có chia thành ba ba cái nhóm. Một là quan tâm đến phân bố tần suất của điểm số, hai là quan tâm đến mức độ tập trung của điểm số, và ba là quan tâm đến mức độ phân tán của điểm số. Thì đây là những cái tham số mà chúng ta quan tâm khi phân tích điểm, đúng không? Thì đầu tiên thì về mặt phân bố thì có thể chia làm hai loại ngắn gọn. Một là phân bố ngẫu nhiên. Phân bố ngẫu nhiên giống như cái bảng ở đây này, đấy, giống như cái bảng ở đây, tức là có bao nhiêu cái điểm tự nhiên của thí sinh, ví dụ như là 1, 1,5, 1,25, 1,35, và tương ứng với nó là 1,5 có bao nhiêu người, 1,25 có bao nhiêu người, 1,75 có bao nhiêu người chẳng hạn, thì là thầy ghi các cái số số lượng đây gọi là tần số xuất hiện ra. Thì cái bảng dữ liệu như này người ta gọi là bảng bảng tần số ngẫu nhiên, có như là mô tả nguyên trạng đúng không, chỉ là đếm thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì trong thực tế thì có những việc mà chúng ta sử dụng cái bảng phân bố ngẫu nhiên này để đôi khi nó không đủ cái tính khái quát khi chúng ta phân tích dữ liệu. Và thông thường khi nhận xét một bài kiểm tra chúng ta hay có một bức tranh chung là bao nhiêu thí sinh đạt điểm dưới trung bình, bao nhiêu thí sinh đạt điểm trên trung bình, rồi bao nhiêu người giỏi, bao nhiêu người khá. Thì lúc đó chúng ta dùng cái loại phân bố thứ hai là phân bố theo nhóm, được không? Ở đây ví dụ như là thầy lấy một cái ví dụ trong cái bài trắc nghiệm IQ, trắc nghiệm trí thông minh, người ta có chia thành 10 cái nhóm điểm. Một cái nhóm điểm là dưới 20 điểm,
rồi một cái nhóm điểm trên cùng nhóm 10 là trên 130 điểm IQ và những IQ. Thì cách thức như này, cách thức phân nhóm thì mọi người chỉ có lưu ý là để phân được các cái điểm theo các nhóm như này thì không có sự gì nhỉ, chồng lấn điểm số giữa hai nhóm liên tiếp, mình không được dẫm chân nhau đúng không, dưới 20 là dưới 20 mà từ 20 đến 34 luôn đó. Thì đấy là về phân bố. Thế còn đối với phân bố thì nó có thể có mấy cái dạng thức này, hôm qua mình trao đổi với nhau rồi đúng không, có thể có lệch trái lệch phải, có thể cái dạng dáng điệu nhọn tù vân vân. Thì những cái này nó sẽ giúp chúng ta có cái mô tả ban đầu về kết quả thí sinh đạt được. Ví dụ như mình nói là như cái dạng biểu đồ như này chẳng, thì mình sẽ nói là đề thi là tương đối dễ so với thí sinh. Còn nếu mà nói cách ngược lại là đa số thí sinh đều đạt được gì nhỉ, đạt được điểm cao trong cái bài thi này vân vân. Cái tiếp theo liên quan đến các cái đại lượng đặc trưng trên mức độ tập trung của điểm số, thì chúng ta quan tâm đến điểm trung bình, điểm trội, điểm trung vị, và đôi khi thì chúng ta phải quan tâm đến điểm tứ vị phân nữa. Thế thì điểm trung bình thì là trung bình cộng thôi, tổng điểm của thí sinh mà chia cho tổng số thí sinh tham gia. Thế tuy nhiên thì trong một số trường hợp ấy thì chúng ta sẽ có không phải có kết quả chi tiết của tất cả từng thí sinh mà chúng ta lại có một cái bảng tần số theo nhóm đúng không, theo nhóm, có nghĩa là ví dụ như là 3 điểm thì có bao nhiêu người, 4 điểm có bao nhiêu người, thì chúng ta có thể tính gì, tính theo cái công thức này. Đấy là công thức tính điểm trung bình. Còn công thức tính điểm trung bình với một cái kết quả mà gọi là tự nhiên có 100 thí sinh thì có 100 dữ liệu chưa có tổng hợp thành thành bảng tần số, thì chúng ta thì tính điểm trội thì điểm xuất hiện nhiều trong một bảng dữ liệu. Nhưng tuy nhiên thì có trường hợp đặc biệt nữa là multi-most, tức là có nhiều điểm trội. Cái bài thi môn tiếng Anh này, có cái năm nó có cái hình giống như cái hình yên ngựa ấy. Đấy, thì đấy là trường hợp mà mình có hai điểm trội ở hai miền năng lực khác nhau. Thì như vậy là có, trong thực tế nó sẽ có những cái bài kiểm tra mà chúng ta có nhiều điểm trội, mình gọi là multi-most. Chỉ hiểu đơn giản là ví dụ đây là điểm 4, đây là điểm 7, đây là điểm 9 chẳng hạn, thì bốn cái điểm này đều là số điểm mà xuất hiện nhiều nhất và số lần xuất hiện là nhiều nhất là bằng nhau. Thế tốt. Thế còn ví dụ trong hợp này thì chỉ có single most, tức là nó chỉ có một điểm trội duy nhất là điểm, ví dụ như điểm 6 chẳng hạn. Rồi, thứ tiếp theo nữa là điểm điểm trung vị. Điểm trung vị thì mình hiểu là điểm chia đôi cái dữ liệu của mình ra. Ví dụ như thầy nói là, thầy lấy ví dụ trong trong cái hình vẽ này, đấy, điểm 6 này, hồi nãy điểm trội là điểm 5, thầy xin lỗi. Trong cái hình vẽ này thì điểm 6 này là điểm chia đôi bảng dữ liệu, có nghĩa là trên điểm 6 thì có 50% số thí sinh và dưới điểm 6 có 50% số thí sinh. Tức là mình nói là nó chia đôi tập này ra. Như vậy thì cái tính điểm trung vị thì mình có hai hai kiểu. Một là nếu như số lượng dữ liệu của mình, số lượng thí sinh của mình là số lẻ, thì mình chỉ đơn giản là sắp xếp thì thôi, sắp xếp từ thấp đến cao, từ cao đến thấp, và mình lấy chính cái điểm của anh đứng giữa ra là xong. Được chưa nào? Nhưng mà ví dụ như là số lượng thí sinh mà số chẵn, thì cái điểm trung vị của mình thì mình sẽ lấy trung bình chung của hai anh ở giữa nhé. Trung bình chung của hai anh ở giữa. Để lấy ví dụ như là ở đây nó không phải là 2, 4, 5, 6, 8, 6, 7, 8, 9 nữa, mà nó có thêm một con 10 giữa này chẳng hạn. Thế nào? Thì khi đó trung vị của mình sẽ lấy là trung bình của 6 cộng 7 chia đôi, tức là bằng 6,5. Vậy thì mình hiểu về điểm trung vị như thế. Cuối cùng là điểm tứ vị phân, tức là điểm chia 4 khoảng dữ liệu. Cái này trong SPSS của chúng ta, khi mà chúng ta đặt lệnh là tứ vị phân ấy, thì nó sẽ lập tức lấy ra 3 con điểm. Và mỗi một chia thành 4 khoảng, mỗi khoảng đấy chiếm 25% dữ liệu. Thì ở trong trong SPSS sẽ giúp chúng ta làm cái này. Thế còn ở đây thì có một cái đặc điểm nữa, thì nốt từ bây giờ và sau này nó sẽ rất là quen thuộc với chúng ta ấy. Đối với các cái phân phân bố chuẩn thì điểm trung bình mu này cộng trừ khoảng độ tầm 3 sigma, tức là 3 cái độ lệch chuẩn này, thì gần như đã phủ kín hết cái bảng dữ liệu này rồi. Nên tại sao sau này mọi người thấy
Một số cái phần mềm khi người ta lấy khoảng điểm, người ta lấy từ trừ 3 đến 3 là hình dung không? Tức là ở đây theo cái phân phân bố chuẩn thì mọi người hình dung ở bên này còn 0,1, bên này còn 0,1 thôi, tức là gần như là lấy từ trừ 3 đến 3 thì đã là phủ hết, kín hết cái bảng dữ liệu này rồi. Và cái kỹ thuật sử dụng điểm trung bình và độ lệch chuẩn đây này cũng là cái kỹ thuật để người ta xây dựng thang đánh giá năng lực cùng bài test. Em hiểu không nhỉ? Bình thường mình hay chia là từ 4 đến từ dưới 5, rồi từ 5 đến dưới 6,9 chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà xây dựng một cách chính xác thì người ta sẽ chia khoảng như này. Ví dụ như là người ta chia khoảng từ từ trừ 4 delta cho đến trừ 2 delta là một khoảng điểm, là một khoảng năng lực. Từ trừ 2 delta cho đến trừ 1 delta là một khoảng năng lực. Thì nhớ là cái sử dụng điểm trung bình và độ lệch chuẩn đối với phân bố chuẩn thì cũng là một phương pháp để chúng ta thiết kế các cái thang đo đánh giá năng lực. Đấy nhỉ? Lúc đấy mình sẽ có mô tả điểm từ bao nhiêu là năng lực thấp, rồi năng lực trung bình, rồi năng lực khá, rồi năng lực giỏi, ví dụ như vậy. Thì đây là căn cứ để chúng ta xây dựng thang nhé. Rồi cái phần thứ hai là mức độ phân tán của điểm số, thì mình có độ lệch chuẩn, có phương sai, có khoảng biến thiên. Khoảng biến thiên thì là dễ nhất rồi, điểm cao nhất trừ đi điểm thấp nhất thì ra khoảng biến thiên. Ví dụ trong bài test vừa giờ điểm cao nhất là 15 và điểm thấp nhất thì có thầy cô là làm được 2 điểm hay sao ấy. Như vậy khoảng biến thiên của mình sẽ là 13. Thì cứ lấy điểm thô thế cho nó dễ. Thì đấy là khoảng biến thiên. Khoảng biến thiên mà càng lớn thì cái dáng điệu của gì nhỉ? Của cái biểu đồ của chúng ta nó có sẽ có dạng gì nhỉ? Dạng dẹt. Còn khoảng biến thiên nhỏ thì biểu đồ của chúng ta sẽ có cái dạng gì? Dạng nhọn. Nó rất là tập trung. Nhọn. Rồi. Thế thì bây giờ cái khái niệm về về phương sai và độ lệch chuẩn thì ở đây mình nhìn vào công thức mình cũng có hiểu sơ bộ thôi. Điểm trung bình của thí sinh là mi, thì với mỗi một thí sinh thì chúng ta có cái điểm của độ chênh lệch giữa điểm số và điểm trung bình, người ta gọi x trừ x mi. Ví dụ như là điểm trung bình bằng 5, điểm một thí sinh nào đó bằng 7 thì cái gọi là cái khoảng cái độ lệch giữa điểm và điểm trung bình đấy bằng 7 trừ 5 bằng 2. Một thí sinh khác có điểm là 3 thì 3 trừ đi 5 bằng trừ 2. Đúng không nào? Thì khi đó cái phương sai điểm số đấy mọi người có thể đọc vào đây này. Bị đây gọi là gì nhỉ? Trung gọi là trung bình chung của bình phương sai khác điểm số. Mình đọc đúng thế thì đấy, tới đây thầy đọc đi nhé. X trừ đi mi bình phương. Thì đây là gì? Bình phương tổng gọi là tổng bình phương sai khác điểm số. Thế còn chia cho n thì có phải là thành ra giá trị trung bình không? Mình nhìn công thức nào mình nói thế. Bản chất phương sai của mình chính là trung bình chung của bình phương sự sai khác điểm số của các thí sinh với điểm trung bình. Thế còn độ lệch chuẩn thì mình căn bậc hai để nó ra thôi. Tất nhiên độ lệch chuẩn và phương sai thì đối với khi tính toán thì đôi khi người ta có thể sử dụng cái công thức là chia n trừ 1. Thế còn về về mặt tính toán chi tiết mà dùng tay tính toán thì chắc mấy nữa thầy Quang thì sẽ bắt mọi người tính toán, nhưng thầy thì không. Thầy thì không. Thế thì cái cũng sẽ có bạn sẽ đặt cái câu hỏi với thầy là thế vậy thấy độ lệch chuẩn bằng bao nhiêu thì là cái bài thi này có độ lệch chuẩn phù hợp, thực ra nó không có cái quy ước là bao nhiêu. Mình chỉ biết là nếu mà độ lệch chuẩn mà lớn thì các cái bước nhảy điểm số ở đây làm sao nhỉ? Nó rộng, đúng không? Cái bước nhảy điểm số từ thí sinh này đến thí sinh khác nó sẽ rộng, và trên cái giải điểm này của mình thì nó trải rộng ra thôi. Nhưng mà tất nhiên thì về trong công thức tính toán thì sau này thì mọi người sẽ thấy là độ lệch chuẩn này nó cũng là một thành tố để cấu thành trong cái độ tin cậy của bài test. Nó sẽ có công thức mà nó sẽ liên quan, và mình sẽ sau đó mình sẽ lập luận ngược trở lại. Đây là một cái minh họa để mọi người thấy cái sự khác biệt giữa gì nhỉ? Giữa các cái bài thi có cùng gì? Cùng điểm trung bình. Cùng điểm trung bình, ví dụ như đây thầy lấy các cái bài thi có điểm trung bình mi bằng 0, bằng 0. Đây. Thế nhưng mà có phương sai ra nhỉ? Là khác nhau. Đấy, ví dụ như là cái đường xanh này, có phương sai là 0,2. Cái đường đỏ có phương sai là 1. Mọi người nhìn thấy đường xanh đây. Rất là tập trung.
Nhưng đường đỏ khi mà cái phương sai, tức là độ lệch chuẩn của mình nó lớn ấy, thì bắt đầu nó giảm ra. Như vậy là cái giá trị của phương sai nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì đấy, đến cái dáng điệu của phân bố, là phân bố nhọn hay phân bố tù, hay nói khác là liên quan đến việc là cái phổ điểm của thí sinh là rộng hay là hẹp ở trên này. Đấy, ví dụ như cái đường màu vàng thứ ba này cũng có điểm trung bình là bằng không, nhưng mà phương sai là bằng 5 lớn nhất đây, thì nó gần như nó giải rất là rộng rồi. Nếu một số cái bài toán tính toán cụ thể thì thôi, thì mình làm trên Excel thôi, mấy cái món này đặt bút làm cũng mệt lắm. Bây giờ thì mình sẽ sang một cái phần nữa là các loại điểm số. Thực tế thì nếu chưa khi chưa sử dụng cái lý thuyết khảo thí hiện đại IAT ấy, thì nó chỉ có mấy cái loại điểm số này thôi. Một là điểm thô, đơn giản là tổng số câu trả lời đúng. Ví dụ như trong bài test vừa rồi, người được 13, người được 12, người được 15, thì đấy là điểm thô. Điểm thứ hai là điểm chuẩn tuyệt đối, tức là người ta tính tỷ lệ phần trăm. Tính tỷ lệ phần trăm. Điểm thứ ba là điểm dựa trên phân phối chuẩn. Lúc này thì người ta sẽ sử dụng cái công thức chuyển đổi điểm số. Tức là mình có một cái giải điểm bất kỳ như hồi nãy của thầy vừa vừa làm. Nhưng bây giờ mình muốn chuyển nó sang một cái gì nhỉ? Dạng thang điểm số của một cái phân phối chuẩn cho trước, thì mình sẽ thực hiện cái công thức chuyển đổi điểm số. Trong đó XS này sẽ là cái điểm của thí sinh đó khi mà chuyển sang cái thang thang điểm phân phối chuẩn. Còn cái XT này là điểm ở thang điểm cũ. Thầy lấy ví dụ như là bài test vừa giờ thầy được 7 điểm đúng không? Đấy là thang điểm cũ, thang điểm ngẫu nhiên trong cái kết quả bài thi này. Nhưng thầy muốn chuyển sang một cái thang điểm mà có điểm, ví dụ như thang điểm 10 của mình ấy, thì là sẽ có điểm trung bình là mấy nhỉ? Là 5, và độ lệch chuẩn là 2 chẳng hạn. Thì khi đó thầy sẽ chuyển từ cái thang điểm, bài điểm thô của thầy đó sang cái thang điểm phân bố chuẩn này. Chắc là mình thử thực hành thử để mình sẽ sử dụng cái công thức này. Thì trong đó XS này là liên quan đến thang điểm chuẩn, độ lệch chuẩn của thang điểm chuẩn. Như ví dụ như vừa giờ thầy nói là cái độ lệch chuẩn là bằng bằng 2 ấy. Đó. Điểm trung bình của MS này hồi nãy thầy vừa nói lấy ví dụ là 5, tức là mình chuyển sang cái điểm thang 10 của mình đấy. Thế còn XT là điểm trung bình của cái bài kiểm tra đó. Sigma T là cũng là độ lệch chuẩn điểm của cái bài kiểm tra đó. Thì nếu mình thực hành luôn công thức này. Ngoài ra thì mình có một cái điểm rất là đặc biệt, điểm chuẩn rất đặc biệt là điểm Z-score. Điểm Z-score là điểm trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1. Và cái trên cái thang điểm Z-score này thì mọi người sẽ nhìn thấy có cả điểm âm. Thực tế mình không không dùng cái này để cung cấp điểm cho thí sinh bao giờ cả. Điểm trung bình bằng 0 thì đương nhiên chắc chắn nó sẽ có điểm âm chứ, đúng không? Âm 1, âm 2, âm 3. Bây giờ mình thực hành. Mình thực hành với cái file dữ liệu mà thầy vừa gửi cho các bạn. Với từng bước bước đầu tiên như thầy có trao đổi hồi nãy chúng ta đấy là gì nhỉ? Tính điểm đúng không? Tính điểm. Cái file này mọi người cũng mở ra cũng làm. Tất nhiên là cái phần thí sinh này thì thầy ẩn đi nhé. Công tác thì mình chỉ để mã thí sinh thôi, sau này mọi người làm. Đối với công tác thi cử thì người ta thường là dùng mã hết. Tính điểm thì mình sẽ có hai bước để tính điểm. Bước đầu tiên đấy là điểm của câu hỏi. Bây giờ thầy sẽ ghi là D1 đi, là điểm của câu hỏi. Rồi mình có 15 câu đúng không? Điểm câu. Thì tính điểm ở câu hỏi thì đối với file Excel thì mình cũng làm nhanh thôi, cái này thì nó rất là dễ nên thầy làm sẽ làm nhanh. Là trong trong Excel thì nó có một câu lệnh là if trả lời bằng đáp án thì được điểm, mà không bằng đáp án thì không điểm thôi. Thế nên vì vậy là ở đây mình để ý một chút, ví dụ như cho câu hỏi số 1. Đáp án của mình, câu trả lời của mình sẽ là ở D mấy nhỉ? D4. Đấy, thầy đang chỉ con trò chuột đây, D4. Và đáp án của thì thầy đã để sẵn ở dưới cho nó dễ thực hiện rồi. Chúng ta là D113.
được không? Thế vậy thì cái câu lệnh ở đây nó rất là đơn giản, đấy là bằng if D4, điều kiện của mình là D bằng 1/13 đúng không nhỉ? Cấu trúc lệnh if thì giá trị đúng mình đặt là 1, giá trị không đúng mình đặt là 0. Đây là chính là cái câu lệnh chấm điểm của mình thôi. Được chưa nhỉ? Thế thì mọi người lưu ý là cái quy tắc của mình làm khi làm dữ liệu này, mình sẽ làm cho một thí sinh xong rồi mình mới làm cho tất cả các thí sinh còn lại, được không nào? Và để thực hiện được cái lệnh khóa, lệnh kéo thả trong Excel thì khi nó lát nữa khi mà mình kéo sang câu hỏi khác thì nó phải nhảy sang đáp án khác đúng không? Khi hỏi kéo sang thí sinh khác thì nó sẽ nhảy sang câu trả lời khác, nhưng mà đáp án thì không gì không thay đổi, nên vì vậy cái đáp án ở D, cái hàng D13 của mình khóa nó lại, khóa số D113 lại, được chưa nào? Thế sau đó thì mình sẽ enter, thì mình sẽ tính được điểm của câu hỏi số 1 của thí sinh số 1. Đó thì mình sẽ sử dụng cái lệnh kéo thả trong Excel, mình kéo cho đến câu hỏi số 15 của thí sinh này. Đấy, ví dụ như thầy sẽ kéo đến câu hỏi số 15. Mình đến 6 thôi. 7, 8, 9, 10. 15. Như vậy thì thầy sẽ làm như thế thì thầy sẽ tính toán điểm số được của 15 câu hỏi cho thí sinh đầu tiên. Đấy. Thì tính được điểm 15 câu hỏi thí sinh đầu tiên rồi thì mình thêm cái gì nữa thôi? Tổng đúng không? Thôi mình dùng đây là điểm thô đi, cho đúng cái định nghĩa hồi nãy mình vừa học xong. Là điểm thô. Điểm thô của mình thì bằng gì? Bằng tổng của điểm từ câu 1 cho đến câu 15. Đấy, thí sinh đầu tiên được 7 điểm. Mọi người nhìn thấy làm một lượt thì sau đó mình tí tự làm thay vì cứ làm theo. Mình nhìn nhớ các bước thôi. Đúng không? Có bước đầu tiên của mình đây là tính điểm cho một câu hỏi này. Thầy sẽ đáp lại một số anh chị lâu ngày không dùng Excel thôi. Trong đó thì bước thứ hai là mình làm gì nhỉ? Sử dụng cái lệnh kéo thả cho gì đấy, cho tất cả các câu hỏi còn lại của thí sinh đầu tiên. Bước thứ ba là mình tính cái điểm số bằng cái lệnh sum. Như vậy là mình đã tính được điểm của gì, của thí sinh đầu tiên. Thì sau khi tính được điểm thí sinh đầu tiên rồi, chúng ta bôi đen tất cả cái phần mà chúng ta vừa thực hiện, chúng ta kích đúc thì chúng ta sẽ thực hiện cái điểm cho 100 bao nhiêu thí sinh còn lại. Như vậy thì cái việc làm này của chúng ta thì chúng ta có thể làm cho rất nhiều dữ liệu khác chứ không phải nhất thiết là cái dữ liệu mà chúng ta vừa vừa thực hiện, có thể 1.000, 1.000.000 đều làm được hết cả. Đấy, như vậy là như thế chúng ta tính tính toán xong điểm số. Đây là bước đầu tiên. Thì cũng sẽ có bạn đặt câu hỏi là thầy đây thầy có một gì thôi, một mã đề thôi. Đúng nhỉ? Thầy có một mã đề thôi, nhưng thực tế em đi thi em có thể 5, 6 mã đề. Thì khi đó chúng ta thêm cái lệnh if này, chúng ta thêm điều kiện thôi, if trong if thôi. Mình thêm một cái nữa là một cái cột nữa là gì? Cột mã đề. Và thêm ở dưới kia không phải là một hàng đáp án nữa, mà có bao nhiêu mã đề thì chúng ta có bấy nhiêu hàng đáp án, và chúng ta thực hiện lệnh if trong if là chúng ta cũng tính toán bình thường. Thì ở đây thì thầy làm một cách đơn giản. Như vậy bước đầu tiên tính điểm xong, đó. Bước thứ hai là mình sẽ liên quan đến gì nhỉ? Quan tâm đến các cái thống kê mô tả điểm số. Thế thì thống kê mô tả điểm số thì cái này thầy ghi là tính điểm nhé.
để bước 1, để làm xong một lượt thì chúng ta thực hành như thế. Bước số 2 là chúng ta sẽ liên quan đến tính toán thống kê mô tả điểm số. Thì mọi người để ý là trong chính trong Excel của chúng ta ấy, vào cái thư mục data thì góc phải cái màn hình này, bạn nào chưa có thì kéo ra thôi. Góc phải màn hình này chúng ta sẽ có một cái thanh công cụ là Data Analysis đây này. Bạn nào không có thì mình vào option, mình add in và mình vào add cái công cụ phân tích dữ liệu. Thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ vào cái thanh, vào cái tool này, tức là tool phân tích dữ liệu. Thì để thực hiện bất kỳ một cái lệnh phân tích dữ liệu nào trên cái tool này thì chúng ta làm mấy bước sau nhé, thì nói trước, sau đó mình, mọi người bạn nào mà chưa quen thì mình nốt lại. Bước 1 là mở tool rồi đúng không? Bước 1 là mở tool. Bước 2 là chọn lựa cái phép phân tích mà chúng ta sử dụng. Thầy giả sử như ở đây, thầy sẽ sử dụng cái descriptive statistics, tức là phân tích dữ liệu gì nhỉ? Thống kê mô tả. Đấy, thầy sẽ chọn cái descriptive statistics. Thầy copy lại vào đây thì cho mọi người dễ nhìn. Đấy là bước 2 nhé. Là bước 2 là mình chọn cái phép phân tích mà mình sử dụng, mình muốn, rồi mình click OK này. Bây giờ đến bước thứ 3, đấy là chọn dữ liệu đầu vào. Mình chọn cái lệnh đấy rồi, nhưng bây giờ cái lệnh đấy thực hiện trên dữ liệu nào thì mình sẽ trỏ con chuột vào cái chỗ input này. Đấy. Input range đó, chọn dữ liệu. Thì khi mà chọn vào dữ liệu rồi thì chúng ta kích ra ngoài, ví dụ dữ liệu chúng ta chính là cái điểm thô này đúng không? Chúng ta cần phân tích cái điểm thô này thôi. Thầy sẽ để con trỏ chuột đấy và thầy Ctrl Shift mũi tên xuống một cái, thì nó chọn hết cả cái hàng đấy. Đúng không? Enter vào. Đây là bước đầu tiên, đấy là chọn dữ liệu đầu vào. Sau khi chọn dữ liệu đầu vào rồi thì ở trên cái hộp thoại này nó có một cái chữ là label in the first row. Tức là nếu trong trường hợp mà như thầy đang chọn là thầy chọn cả cái chữ điểm thô đúng không? Thì cái chữ điểm thô đấy thì nó gọi là label in the first row. Nó không phân tích cái dữ liệu này, mình tích vào đây. Xong này. Bây giờ đến bước thứ 4. Input xong rồi thì biết thứ 4 chính là output range. Tức là chúng ta sẽ chọn lựa cái cửa sổ hiển thị kết quả. Thì thầy luôn mặc định là new worksheet slide, tức là chúng ta chọn ra một cái cửa sổ mới. Ở đây thầy sẽ nhập cái tên cái cửa sổ đó, ví dụ như thống kê mô tả điểm bài trắc nghiệm, mình gõ ra. Như vậy là bước thứ 4 là mình chọn lựa cái gì, cái cách hiển thị kết quả phân tích. Tôi có thể hiển thị ngay trong cái sheet này, hoặc tôi có thể hiển thị ra sheet khác, thậm chí là tôi có thể hiển thị ra một cái gì, một cái file Excel khác, tùy. Thì sau đó thì mình sẽ lựa chọn bước thứ 5 là mình lựa chọn những cái tham số mà mình sẽ đưa đưa ra khỏi kết quả. Ví dụ như ở đây thì thầy thôi, thầy tạm thời thầy chỉ quan tâm đến summary statistics, tức là những cái thống kê chung thôi, không quan tâm mấy cái chỉ số kia. Và bước thứ 6 là mình bấm OK để nhận được kết quả. Thầy chụp lại cái này. Rồi, OK. Thì khi này Excel gần như là nó sẽ cho mình cái dữ liệu ngay lập tức, cho kết quả ngay lập tức. Nhìn với đầy đủ các thông số mà hồi nãy chúng ta vừa trao đổi đúng không? Điểm trung bình, sai số của điểm trung bình, điểm trung vị này, điểm trội này, độ lệch chuẩn này, phương sai này, hệ số tù, hệ số nhọn, khoảng biến thiên, điểm thấp nhất, điểm cao nhất, tổng điểm và số lượng thí sinh. Như vậy là mình có hết các cái thông số cần thiết đối với một cái thống kê mô tả. Bình thường thì mình phải tính bằng tay. Trong Excel mình cũng thể gọi lệnh ra, nhưng mà ở đây nó có cái ứng dụng như này rất là tiện. Như vậy là thao tác thứ 2 nhé, đúng không? Thầy vừa trao đổi thế là xong là thao tác thứ 2. Bây giờ thao tác thứ ba đây mới chỉ là các cái thống kê mô tả thôi. Thao tác ba hồi nãy mọi người còn quan tâm đến gì nữa cơ? Biểu đồ, rồi bảng tần số nữa đúng không?
biểu đồ và bảng tần số. Chúng ta lại quay lại cái dữ liệu này và lại thực hiện lại cái lệnh là gọi tool ra này. Và bây giờ mình không dùng cái thống kê mô tả nữa mà mình lấy cái gì? Biểu đồ, mình có cái chữ histogram nhỉ. Đó, histogram. Thì cái này mình sẽ chọn histogram. Sau khi chọn histogram xong chúng ta kích OK và chúng ta cũng sẽ thực hiện hai cái lệnh đó thôi. Một là input range tức là dữ liệu vào. Mình vẫn thực hiện cái vẽ biểu đồ với điểm thô, như vậy mình vẽ sự kiện biểu đồ vẽ biểu thô, điểm thô đưa vào. Này, vẽ biểu đồ này. Hồi nãy nó đang lưu sẵn của mình chọn lựa đây rồi, mình để nguyên. Bây giờ ở cái cột bin rang ấy, mọi người kích vào mọi người chọn giúp thầy cái bin rang của mình. Đấy, bin rang. Thì khi này thầy ghi là số 1 đi. Khi này cái kết quả của chúng ta ra nó sẽ chính xác hơn. Đây là biểu đồ vẫn như thế nhé, không có gì thay đổi cả. Nhưng nó sẽ vẽ chi tiết cho chúng ta từ điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6 cho đến điểm 15. Đồng thời cái bảng dữ liệu của chúng ta ở đây này nó sẽ chạy từ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho đến 15. Đấy ý nghĩa tại sao mình thêm cái mục bin rank này vào. Và ở đây nó có thêm một cái nữa là tần số này và phần trăm cộng dồn. Thì cái ý nghĩa phần trăm cộng dồn thì giải thích rồi, nó tổng quan nó chính là cái phân bố theo nhóm ấy. Ví dụ như là đề thi này là 10 15 điểm nhỉ. 15 điểm thì thầy sẽ quan tâm cái anh chàng này. Đây, thầy sẽ quan tâm cái anh chàng này. Thầy sẽ nhìn vào đây thầy đọc luôn là có 46,73% là thí sinh có điểm dưới trung bình. Từ 7 trở xuống mà là dưới trung bình rồi. Đấy, đấy ví dụ như cách thức đọc nhóm nó là phần trăm cộng rồi. Thì đấy là cái thao tác đầu tiên khi mình làm về dữ liệu. Bây giờ thầy để cho 15 phút mọi người làm là xác nhận xem là mức độ đạt chuẩn đầu ra thế nào. Đúng không? Thế việc muốn xác định mức độ đạt chuẩn đầu ra thế nào, chúng ta quay lại cái cấu trúc bài test của chúng ta. Ví dụ như ở đây cái chuẩn đầu ra CO1 của thầy sẽ được đánh giá thông qua gì nhỉ? Ba câu hỏi từ Q1 đến Q3. Chuẩn đầu ra CLO2 của thầy được đánh giá bằng 4 câu hỏi Q4 đến Q7. Chuẩn đầu ra CLO3 được đánh giá bằng 2 câu hỏi là Q8 với 9. Thầy nhắc lại ở đây là demo thôi nhé. Demo cái quy trình mà làm thế nào để cứ khẳng định một cách rất là chính xác việc là bạn Hưng đạt được bao nhiêu chuẩn đầu ra, hoặc là cái chuẩn đầu ra số 1 bạn Hưng đạt được bao nhiêu phần trăm của nó. 100% tức là tối đa rồi đúng không, còn có thể nhỏ hơn. Thế dẫn đến cái việc là nếu như trong cùng một chuẩn đầu ra mà càng có nhiều hoạt động gì, hoạt động đánh giá, càng có nhiều công cụ đánh giá thì mình có thể chia thành gì, nhiều mức khác nhau. Nó sẽ chia thành nhiều mức khác nhau ngoài cái việc tính điểm trung bình. Thế vậy thì bây giờ để muốn xác thực cái điều này thì trong Excel cũng rất rất là đơn giản thôi. Thầy làm trong Excel nhưng thực tế cơ chế nó chính là cơ chế để làm những các cái ứng dụng phần mềm. Mọi người nhớ cho thầy cái này nhé, vì sang kia khi thầy lại quên. 3, 4 này. Thế vậy thì sang bên này mình sẽ sinh ra thêm một cái cột nữa. Mình có 50 chuẩn đầu ra phải không? Thầy sẽ đây là ghi là CLO1. Thêm một ô nữa đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Thế thì bây giờ việc kiểm đếm cái việc đạt chuẩn đầu ra 1, chuẩn đầu ra 2, chuẩn đầu ra 3 thì mình rất là đơn giản thôi. Chuẩn đầu ra 1 mình được đo bằng gì? 3 câu hỏi. 1, 2, 3. Vậy thì đây mình sẽ làm bằng gì thôi? Bằng gì nhỉ? Nếu như thầy tính toán theo phần trăm, thầy sẽ tính toán theo mức đi, là phần trăm đi, thì thầy sẽ dùng cái lệnh là trung bình. Có nhiều cách tính nhé, như đây thầy dùng là phần trăm. Có người thì thích kiểm đếm một cách chính xác, nhưng mà thầy quan tâm đến phần trăm. Như vậy là cái phần trăm của cái trung bình của một ba câu đầu tiên. Ba câu đầu tiên là đo chuẩn thứ nhất mà, đúng không? Thì sau đó thì thầy sẽ chuyển sang dạng là phần trăm.
Như vậy là ví dụ thầy có thể đưa ra một cái nhận định là cái bạn đầu tiên ấy thì sẽ đạt được cái mức là 67% cái chuẩn đầu ra số 1. Hình như nó liên quan đến nhận thức hay lý thuyết gì đấy. Được chưa nào? Mình chi tiết hơn nữa ra một tí đi. Đấy. Thì tương tự như thế thì mình sẽ có anh thứ hai cũng bằng gì nhỉ? Average. Anh hai là 4 câu phải không? 4 5 6 7, mọi người nhìn giúp thầy nhé. Và mình cũng cho anh chàng ta phần trăm thêm hai số ấy cho nó chính xác. Anh chàng thứ ba của mình là có mấy? Là có hai thôi. Anh chàng này là 0%, tức là riêng chuẩn đầu ra của anh này là trắng bạc. Những thông tin này là thông tin quan trọng đúng không? Bạn cần phải về xem lại các cái liên quan đến cái chuẩn đầu ra số 3. 4 của mình là gì? 10, 11, 12 à? Ok. Cuối cùng là anh chàng 13, 14, 15 là của cái chuẩn đầu ra số 5. Như vậy là chúng ta sẽ tính được cái mức độ đạt chuẩn đầu ra của thí sinh đầu tiên. Được không? Của thí sinh đầu tiên. Như vậy bây giờ ví dụ như bây giờ thầy sẽ insert xem cái mã thí sinh đi. Đấy, thí sinh ở đây. Tương tự như thế thì mình sẽ làm được của các thí sinh còn lại. Mình sẽ làm thí sinh còn lại. Và hiện nay hầu hết các phần mềm ấy, thì họ sẽ làm thêm cho mình, bonus thêm cho mình một cái này là trung bình. Đó. Đây là cái đường trung bình. Đây thì dùng sẽ bằng average của anh chàng này cho đến hết. Đấy, và thế là sau đó là người ta sẽ có thể làm lại chỗ này đi cho nó đẹp hơn. Chè ở trên này đi. Giá trị trung bình. Thế và sau đó thì các phần mềm họ sẽ làm như này các bạn này, là họ sẽ gửi kết quả cho thí sinh như này mà dưới dạng biểu đồ hình nhện nhé. Thầy lấy bất kỳ một cái biểu đồ. Thế thì nhìn vào biểu đồ này có cái gì? Mức độ đạt gì nhỉ? Chuẩn đầu ra của cái thí sinh này so với gì đấy? So với cái mức độ trung bình của lớp. Như vậy thì các cái app phần mềm khi mà họ làm, họ cộng dồn cái quy tắc cộng dồn cái mức độ đạt chuẩn đầu ra họ làm dựa trên thế này thôi. Ví dụ như hiện nay, như thầy biết là ví dụ như Đại học Vinh là họ có cái app như này, họ làm kết nối từ các bài kiểm tra nhập điểm điểm số này, thì lúc nào cứ kết thúc một học kỳ thì người học sẽ nhận được một cái bảng mạng nhện này đối với 15 chuẩn đầu ra học sinh đào tạo. Đơn giản là chỉ là sự cộng dồn phần trăm tính toán như này thôi. Như vậy là rõ ràng ở đây mình thấy nhé, nếu mà đoàn đánh giá ngoài người ta hỏi mình là có xác nhận được mức độ đạt chuẩn đầu ra không, đấy dữ liệu tôi có đấy. Cái việc đánh giá chuẩn đầu ra có đảm bảo cái sự phân biệt không? Có chứ đúng không? Mình chỉ nhìn đây một thí sinh so với điểm trung bình, một thí sinh khác so với điểm trung bình, mình vẽ hai ba người là mình có thể thể làm được. Như vậy thầy demo một cái suy nghĩ của chúng ta khi mà chúng ta giải quyết cái bài toán là làm thế nào để khẳng định là đã đạt chuẩn đầu ra như thế này. Chúng ta hình dung là đây là với chỉ mới một thì thôi, một học phần. Vậy thì nếu như là với tất cả các học phần trong chương trình đào tạo thì nó sẽ gắn với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo với 15 chuẩn đầu ra như thế, thì tại sao mình cần phải có cái gì nhỉ, có cái ma trận đóng góp của từng học phần đối với chuẩn đầu ra, thì mình cũng làm tương tự như thế này. Thầy đang nghĩ cái bài toán này cái lúc làm nó hơi vất vả chút thôi, thiết kế thật là tỉ mỉ chi tiết, thế sau đó là đến khi có kết quả điểm của học phần nào mình nhập vào điểm học phần đó là xong.
là nó sẽ xác nhận được. Nên đúng là những cái thứ này mà có mấy bạn công nghệ thông tin bạn ngồi code cho mình thì nhàn ơi là nhàn, nhàn bao nhiêu mình làm tay mình cũng làm được. Mình làm tay để mình chứng minh cho gọi là tính giải trình ấy, nó tường minh, nhìn thấy rất rõ ràng luôn. Thì đây là cái nội dung thứ ba đúng không? Nội dung một tính điểm, nội dung hai phân tích, nội dung ba trả lời câu hỏi đạt chuẩn đầu ra hay không, mức bao nhiêu. Thì mình có thể trả điểm cho tất cả các thí sinh giống như thế. Và ở đây có rất nhiều thí sinh mà chúng ta sẽ nhìn thấy là có những chuẩn đầu ra là không đạt được. Ví dụ như cái CLO3 ở đây rất là nhiều. Vậy là ít nhất là cái tính khuyến khích, à, cái tính gì đó, một cái thông tin phản hồi rất là có giá trị đối với giảng viên là thầy cô cần xem lại cái chuẩn đầu ra số 3 này này. Sao nhiều thí sinh đạt ở cái mức là không thế? Đúng không? Gần như không ai đạt 100% mà chỉ có gì thôi. Đến 50% là tối đa. Ví dụ như chuẩn đầu ra 3 này chính là một cái thông tin rất là hữu ích để chúng ta có thể để soi chiếu lại quá trình giảng dạy. Thì đây là thêm một cái demo như vậy nữa nhé. Mọi người thử làm đi.